Sau đây xin chia sẻ với quý vị câu chuyện tìm mẹ. Tấm ảnh mà Hiếu luôn mang theo bên mình để ghi khắc ngày rước lễ lần đầu. Hiếu đứng bên cạnh bà Hai Trắng, người má nuôi dưỡng, cưu mang anh từ bé. Tâm hồn ngây thơ của cậu bé 10 tuổi lúc đó tràn đầy tình thương dành cho má Hai Trắng. Hiếu luôn nguyện cầu an lành, sức khỏe cho má, vì má hiếm muộn nên lúc nào má cũng chăm sóc giữ gìn Hiếu như một bảo vật. Sau này má Hai Trắng đã sinh được nhiều người con khác, nhưng má vẫn đối xử với Hiếu như con ruột của mình. Một ngày khi Hiếu đã trưởng thành, má gọi Hiếu vào tâm sự rằng má nhận nuôi Hiếu từ khi Hiếu còn rất bé, và bà Ba Phụng là người đã trao Hiếu cho má Hai Trắng sau khi nhận nuôi Hiếu từ người mẹ ruột, vì bà phải bỏ lại nấm ruột của mình để đi vượt biên vào năm 1976. Hiếu òa khóc, sự tủi thân dâng trào của một đứa bé bị bỏ rơi. Cảm xúc hụt hẫng xen lẫn niềm vui nỗi buồn. Má Hai Trắng, người mà Hiếu tưởng là mẹ ruột, hóa ra không phải ruột thịt máu mủ. Hiếu ôm má Hai Trắng khóc như đang cố bấu víu một cái gì thân yêu gần gũi. Anh mang ơn má Hai Trắng nhiều lắm, nhưng tìm người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra mình cũng là nỗi khao khát. Sau khi đã trầm tĩnh hơn, Hiếu hỏi má Hai Trắng thêm chi tiết về người mẹ ruột. Mẹ ruột của Hiếu tên là Nguyễn Thị Xuân, cha là Võ Tấn Đắc. Bà sinh ra Hiếu ở Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ năm 1974. Khi Hiếu còn rất nhỏ, mẹ của Hiếu tìm đường đi vượt biên và đành phải để Hiếu lại cho bà Ba Phụng nuôi. Vì Hiếu còn quá bé bỏng, mà hành trình vượt biên thì vô cùng cam go nguy hiểm. Nhưng rồi nỗi đau day dứt của một người mẹ khi phải bỏ lại nấm ruột của mình để tìm đường sống, vẫn theo đuổi mẹ ruột của Hiếu. Bà trở về Việt Nam tìm Hiếu khi Hiếu đã tròn 12 tuổi. Đáng tiếc thay, má Hai Trắng vì lúc đó chưa có người con nào khác, sợ bị mất Hiếu đã đem Hiếu về quê giấu, và bà Ba Phụng cũng tuyệt đối giữ kín tin tức về Hiếu, nên mẹ ruột của Hiếu đã không tìm gặp được anh. Về sau, bà Hai Trắng đã sinh được những người con ruột khác của bà, nên bà sẵn sàng cho Hiếu biết về mẹ ruột của mình. Sau khi bà Hai Trắng qua đời vì tuổi già, Hiếu dọn lên Cần Thơ kiếm việc, làm và sống độc lập. Hiện giờ, dù đã lập gia đình và có con cái, nhưng Hiếu vẫn khao khát tình yêu thương của mẹ ruột. Anh mong một lần được nhìn ánh mắt tràn ngập niềm vui của mẹ khi được gặp các cháu nội của mình, con của Hiếu. Tấm ảnh mà bà Hai Trắng đưa cho Hiếu có hai người phụ nữ. Dù Hiếu không biết chính xác người nào là mẹ của Hiếu, nhưng Hiếu vẫn luôn lưu giữ khư khư tấm ảnh bên mình. Năm nay, Hiếu 42 tuổi, hiện đang sống cùng gia đình cha mẹ vợ. Số nhà 175 ấp Trường Khánh 1, xã Long Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam. Hiếu đã có vợ và hai con. Điện thoại di động 01206877341. Hiếu cho biết thêm, mẹ ruột hiện định cư tại Hoa Kỳ, nhưng không biết ở tiểu bang nào. Cho dù vì bất cứ hoàn cảnh nào mà mẹ của Hiếu phải đành đoạn lìa con khi đứa bé còn quá thơ dại, thì anh mong rằng hai mẹ con sẽ được sum họp. Quý vị nào biết những chi tiết quan trọng cần thiết trong câu chuyện tìm mẹ của Hiếu, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Hiếu ở số điện thoại trên, hoặc liên lạc qua luật sư Anh Thư, số điện thoại 623-341-8835.